Xin chào các bạn. Tôi là người Đức, cũng là thầy dạy đi Đức ở Việt Nam. Hôm nay tôi qua lại Đức rồi, gặp một người bạn thân Kiến sang đây học nghề rồi. Tại vì có mấy người trước ở trường là học đi Đức B1 ở trong trường ở Việt Nam, sau đó đi Đức học nghề. Cũng có mấy người nó cũng hỏi rồi, đi Việt Nam đi Đức học nghề có như thế nào, có dễ không? Hôm nay mình cũng có điều kiện hỏi bạn thân Kiến là sang đây học nghề rồi. Kiến ơi, bây giờ học nghề ở đây có như thế nào? Em có thể giới thiệu được không? Xin chào các bạn, mình là Kiên. Mình học nghề, đang học nghề đầu bếp ở Đức. Và mình đã ở Đức được hơn 1 năm rồi. Cụ thể là 1 năm 3 tháng rồi. Về ngành đầu bếp ở Đức ấy, thì theo mình đang học là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn để học tập về các ngành ẩm thực của châu Âu, rồi là có thể tìm hiểu thêm về các văn hóa khác của người Đức. Cũng là cơ hội để rèn luyện khả năng tiếng Đức của mọi người. Đấy, Kiến nói tiếng Việt Nam ở đây như thế, và ở phòng bếp Kiến học nghề chỉ có người Đức làm việc. Ngày nào Kiến cũng có điều kiện tập luyện tiếng Đức của bạn đấy. Ở Đức nói một câu đấy, muốn làm thể thao phải tập luyện rất nhiều đấy. Ở Đức gọi Übung macht den Meister, đúng không? Vâng. Đấy, còn nhiều không biết tiếng Đức là cũng mệt, một là học nghề cũng khó khăn, thứ hai cũng giao lưu với người Đức cũng là khó khăn. Mà xong ở đây xong nhiều Kiến nó nói đi Đức được cũng là xong cũng thoải mái hơn, có phải không? Vâng ạ. Như em có một may mắn ấy, là em làm việc với 100% đồng nghiệp là người Đức ở bếp. Cái ngày đầu tiên mà em sang Đức ấy, thì là mặc dù em đã có cái bằng B1 của tiếng Đức rồi, nhưng mà em nghe hiểu với nói chuyện với người Đức thì gần như là em nghe hiểu rất là kém, không hiểu gì cả. Nhưng mà sau một thời gian em nói chuyện với đồng nghiệp hàng ngày thì nó làm cho tiếng Đức của em phép bất sờ hơn, tốt hơn từng ngày. Đến bây giờ thì em có thể nói chuyện, trò chuyện hàng ngày với đồng nghiệp được, nói người Đức có thể hiểu được. Và... như thế là thầy phải sợ đứng lại Kiến nói tiếng Đức tốt hơn thầy, sợ lắm. Như thế là thầy hết sức phải cố gắng học thêm tiếng Việt Nam nữa để cho nói tiếng Việt Nam tốt hơn Kiến, có phải không? Như thế là cũng phải nói chuyện với người Việt Nam càng nhiều càng tốt cho nó học tiếng, vâng. Có phải không? Đúng rồi. Bắt tay đi, như thế là rất tốt. Sau đó là em nấu cơm cho thầy, vâng. Thầy dạy em học tiếng Đức nữa. Cái đấy... cuối cùng là thầy, em cũng phải dạy thầy tiếng Việt Nam nữa. Cái đấy thì rất sẵn là. Rất mừng. Cho anh hỏi một câu nữa. Bây giờ em học nấu bếp, còn theo suy nghĩ của em, kỹ năng là quan trọng nhất cho học nghề bếp của em đấy. Về nghề bếp của em ấy, theo quan điểm của em thì em nghĩ là tính kiên nhẫn là một tính em nghĩ là quan trọng nhất ở trong nghề bếp. Tại vì cái lúc mà mình bắt đầu học nghề ở bếp ấy thì mình phải làm những công việc như kiểu là rửa bát này, thái rau này, rồi là mình sẽ làm những công việc vặt vặt ở trong bếp ấy. Nếu mà con người mà kiểu mình mà kiên nhẫn là đuyên đích ấy, mình được thì mình sẽ dần dần mình sẽ làm quen được và mình sẽ càng lên các bậc tiếp theo được. Chứ còn người mà không có cái tính kiên nhẫn, em nghĩ là rất khó để làm được bếp. Vì là bước đầu vào ngành bếp, thực ra ngành về kỹ năng thì em thấy là người Việt mình học rất là nhanh, nhưng mà cái tính kiên nhẫn ấy, thì cũng phải luyện tập từ từ. Theo tính cách thì người ta mới có thể là bình thường được. Tức là như này, ví dụ như một người mà có tính kiên nhẫn đúng không, làm cái việc rửa bát mình phải làm công việc hàng ngày, nếu người đang không kiên nhẫn người ta sẽ rất là dễ dàng bỏ cuộc. Tất nhiên ở đâu cũng thế, làm gì em vào phòng bếp được. Lần ngày thứ nhất em học nghề không nói là tôi phải nấu cơm ngon nhất như thế, là chef phải rửa bát đi, có ai làm như thế được, đúng không? Một ví dụ điển hình như kiểu là bếp trưởng của em có từng nói ngày xưa là anh ấy là bây giờ bếp trưởng, nhưng ngày xưa cũng phải qua các việc như là rửa bát, thái rau. Anh ấy mất tầm khoảng năm, anh ấy là người Đức và anh ấy cũng từng học nghề, và ngày xưa anh ấy làm còn lấy ngờ hơn là 3 năm như bây giờ cơ. Ngày xưa kiểu anh ấy là có cả bao giờ ở giữa, anh ấy học mất 5 năm. 5 năm đầu anh chỉ có là rửa bát với nhặt rau thôi. Chán lắm. Anh ấy bảo là ngày xưa cũng là một cái gọi là có
rất là kiên nhẫn với công việc. Đến bây giờ thì anh đã là bếp trưởng rồi. Và là đấy, anh bảo là cần có sự kiên nhẫn như thế thì mới thành công được. Vì thế là tôi rất hy vọng ở đứng lại, như em học nghề xong rồi, em nấu cơm cực kỳ ngon đấy, sợ là anh lên quán của em, anh ăn thử ngon hay không, nhớ. Sợ không? Không sợ. Không sợ, đấy là tốt.